chiếc xe bị xe máy đụng bể khiến chú hậu tại Lâm Điền. Xe máy đã bỏ chạy. Bản số xe NT2275 màu đen đã chạy trốn theo hướng Tây Cống. Tại sao cái chân bỏ trong bậc thánh vậy? Mỗi khi con muốn trần trăng người tăng tốc, giảm lực căng gió thì con sẽ để chân vào với bàn đạp thắng. Rất là nguy hiểm, có chuyện sẽ thắng không kịp. Cái thằng này háo thắng lắm, nói hoài không nghe. Anh muốn thắng sư phụ à? Có để cái xác mình vào trong cả đợt không thắng nổi đâu. Lại đổ xăng ở đây. Thắng là cảnh sát, lại đổ xăng trái phép, vi phạm phạm pháp, có biết là sẽ không được làm cảnh sát không? Sẽ không có lần sau đó sếp. Nghi phạm đó là đồ đệ của xích đổ à? Vậy có bắt được hắn không? Chúng tôi thấy chiếc taxi đó, nhưng hắn đã bỏ chạy, không để lại manh mối gì. Hắn tên là Vĩnh Đức Khiêm, trước kia là trợ thủ đắc lực của xếp đổ bên tổ điều tra ma túy. Xếp đổ rất quý hắn. Lúc trước anh bắt ma túy mà, bây giờ đi bán ma túy hay sao? Vậy mà anh cũng không hiểu. Có câu không quen không làm. Nếu anh đã đổi nghề làm tên lưu manh, đương nhiên phải làm nghề mà anh quen thuộc. Không có gì lạ mà, đúng không? Vậy sao anh đang làm cảnh sát mà lại chuyển sang làm lưu manh? Có phải tại vì ảnh đã làm sai chuyện gì nên bị sở cảnh sát cắt chức? Khiêm là tự mình xin từ chức khoảng 60 năm về trước. Chúng tôi còn tưởng đâu ảnh đã rời khỏi Hồng Kông, tại vì sau khi ảnh từ chức đã không kiếm tôi với xếp đổ nữa. Chúng tôi còn tưởng ảnh đã di cư, nhưng không ngờ ảnh không làm cảnh sát mà đi làm tội phạm. Madam, cậu cũng biết ảnh à? Khiêm là một người thông minh, ảnh làm việc vừa chịu học hỏi vừa siêng năng, lại rất chịu liều mạng. Nếu ảnh còn ở lại sở cảnh sát, nói không chừng sau này sẽ nổi danh. Vậy sao ảnh lại phải ra đi? Sếp đổ hỏi ảnh rất nhiều lần, đến cuối cùng ảnh vẫn không nói. Có lẽ là vì... Là vì cái gì? Tại vì làm lưu manh kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng là cái thằng hư hỏng, khi không là suy nghĩ lệch lạc đi vào con đường này. Ngay cả madam cũng nói tới bực như vậy. Huống gì sếp đổ xem chứ phải tận tay bắt ảnh. Sếp đổ thiết diện vô tư, đồ đệ lại trở nên như vậy, trong lòng chắc chắn thấy canh cánh đào được. Nè, bây giờ nghi phạm vẫn chưa được xác định là Vinh Đức Khiêm. Một lát nữa các người đừng có nói lung tung trước mặt của sếp đổ. Ảnh ngoài mặt thì không gì, thật ra tôi biết rằng ảnh vốn không từ bỏ. Yes, madam. Sếp. Sếp. Sếp đổ. Đã mang hồ sơ qua chưa? Mang tới rồi. Ngồi. Tổ trọng án đã chứng thực chiếc xe máy đó là xe biển số giả bị báo mất. Những thứ rơi ra từ chiếc xe đã chứng thực là cocaine loại mạnh. Tổ trọng án và tổ ma túy đang tiếp tục điều tra. Đã kiếm được Vinh Đức Khiêm chưa? Theo lời khai của anh, đã kiếm được một tên về, nhưng mà ảnh không nhận là tài xế. Hơn nữa có rất nhiều người làm nhân chứng chứng minh ảnh không có mặt tại hiện trường. Tổ trọng án đã thả anh về rồi. Nhưng mà như vậy, thật ra bên tổ trọng án vẫn điều tra Vinh Đức Khiêm. Hồ sơ của ảnh dày cả tấc luôn đó. Sếp, sau khi Vinh Đức Khiêm từ chức, mấy năm gần đây ảnh đi chém nhau đòi nợ, hay là mua bán ma túy với cái đám xã hội đen. Những tên mà hắn biết khi còn làm cảnh sát, chỉ cần trả tiền cái gì hắn cũng làm. Hắn từng làm cảnh sát, ra tay tàn nhẫn, và kỹ thuật lái xe đứng nhất nhì trong đám xã hội đen. Gần đây rất oai phong, nổi danh như cồn. Tại sao lại là Sang Khôn? Anh đã theo Sang Khôn được một năm. Thật ra trên danh nghĩa ảnh không thuộc xã đoàn Sang Khôn, nhưng mà Sang Khôn thì cứ gọi ảnh là kẻ cầm đầu, rất quan trọng tới ảnh. Sang Khôn có phải tổ chức hoạt động cờ bạc quốc tế? Phải không? Nhưng gần đây Sang Khôn bán luôn cả ma túy. Bên tổ ma túy đã điều tra ảnh một thời gian. Theo như tin báo cho biết, kinh doanh ma túy của Sang Khôn đều để Vinh Đức Khiêm lo liệu, giúp hắn bán hàng ra khu Tân Giới Cửu Long. Có thể nói hắn là chuyên gia về ma túy, cũng là người đại diện cho Sang Khôn. Cái thằng khỉ hư hỏng này có công việc bắt ma túy không làm, đi buôn bán ma túy, tôi sẽ không tha đâu, nhất định phải bắt được nó. Hỉ, đúng là biết cử động ha.
còn tưởng đâu lại đã đặt bức tượng suy tư ở đây nữa chứ. Ê, đừng có đi mà bức tượng, trò chuyện chút đi. Tôi không có gì để nói với anh. Vậy cũng phải, bàn chuyện công ha. Thật ra tên đó có phải có thù với anh hay không vậy? Anh làm gì mà phải đuổi theo hắn suốt mấy con đường khiến cho người ta bỏ chiếc xe luôn. Vượt đèn đỏ đụng bể khiến người ta nhiều lắm đền tiền tôi. Nếu không phải sợ hả thì cần gì phải bỏ mạng như vậy? Để tôi phải rượt theo mấy con đường. Cho nên mới nói, sếp Đỗ lúc nào cũng thông minh như vậy hết. Nó gặp phải anh nghĩa là nó xui xẻo. Nhưng mà gì, người thì đã chạy thoát, nhưng mà lại để mất hết lô hàng. Qua trở về chắc chắn sẽ bị ông chủ la cho một trận. Nhưng mà nghe nói, hình như ảnh là đồ đệ lúc trước của anh phải không? Thế giới đúng là quá nhỏ. Nó không phải là đồ đệ của tôi, chỉ là một cấp dưới của tôi thôi. Thì sao anh cũng có nhận cấp dưới làm đồ đệ? Anh phải nói sớm chứ. Lúc trước khi mà tôi theo anh thì tôi đã cố gắng nhiều hơn, nịnh bợ nhiều hơn để nhận tôi làm đồ đệ. Vậy thì tôi sẽ dùng đại pháp hấp thụ tinh túy. Anh không có gì làm hả? Nghiêm túc hả? Ok, bây giờ tôi sẽ trở về làm việc, để lại chỗ này cho bức tượng suy tư của anh. Từ từ mà suy tư ha. Tôi có thể lấy lại không? Thank you. Đại pháp hấp thụ tinh túy. Đừng có suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ nhiều thì mấy sợi tóc bạc sẽ mọc ra hết đó. Hay thiệt, đúng thật là đã thắng được sư phụ của anh, không ngờ đó nha. Kỹ năng lái xe của tôi thua xa sư phụ còn gì. Đừng có nói gì, tôi đâu có nhường anh. Tôi biết sau khi tan ca, ngoài việc đi học, anh còn luyện tập lái xe nữa, cho nên kỹ năng mới tiến bộ nhanh như vậy. Cố gắng thì đương nhiên sẽ có thành quả thôi, nhưng mà thói quen xấu của anh vẫn chưa có thay đổi. Tôi biết rồi, sẽ sửa đổi mấy cái thói quen xấu đó. Cố gắng lên, tôi tin tưởng anh. Yes sir. Nghe không thằng nhóc, sếp Đỗ tin mày đó, mày may mắn lắm. Nhưng mình hơi tệ, cả đồ đệ cũng không thắng nổi. Đúng là không thể không nhận mình già. Nó vượt trội hơn tài thì đương nhiên tôi mừng không kìm nữa kìa. Nó thắng tôi thì tố không là cả đời nó đứng sau tôi sao? Phải. Biết anh độ lượng, là bản thân cho nên nhắc nhở anh. Sợ dạy nó giỏi rồi nó sẽ trở mặt đó. Sếp Quy, có phải anh cứ ly gián quan hệ giữa tôi và sư phụ của tôi không hả? Có phải không thể nói đùa? Không phục thì cứ đấu với tôi một gián đi. Được nè. Hey, ai nói muốn đá xe với anh? Da bọc sắc nguy hiểm như vậy mà, tôi không ham mấy trò này. Dạo này hơi mệt mỏi, xoa bóp mấy xương cốt cho tôi đã. Xoa bóp cái đầu của anh á, tôi không có thích mấy cái trò này. Có phải sếp Quy nhờ mà cũng từ chối? Nói không xoa thì không xoa. Không xoa phải không? Được, ừ. Biết thì phải dám. Nè, đừng mà. Đừng. Anh Khiêm đột nhiên nói là phải ôn bài để chuẩn bị thi cử, không thể làm thêm giờ. Đêm nay không thể đi tuần ở công viên thăm Thủy Bộ. Sơ, dạo gần đây ảnh cứ xin nghỉ phép bất ngờ hoài. Tôi khó kiếm người thay thế lắm. Tôi biết anh khó xử, nhưng mà nó vừa mới biết được hoạt động này thôi. Nó cũng khó đoán trước được, tôi làm giùm cho nó thôi. Sếp Đỗ, anh làm thế anh nó nhiều ca lắm rồi. Lúc nào cũng chịu ảnh như vậy không phải là cách đâu. Buổi sáng nó phải đi trượt, buổi tối đi học, nó cực khổ lắm. Không dễ gì nó biết cố gắng như vậy. Chúng ta là người đi trước cũng phải nên giúp đỡ. Nói cho cùng ảnh muốn được thăng chức thôi. Tôi nghĩ nếu tham gia hoạt động nhiều hơn, tích lũy nhiều kinh nghiệm đó mới là thực tế. Anh làm từ dưới lên thì đương nhiên suy nghĩ như vậy, nhưng mình nói thì khác. Nó học xong năm nay là tốt nghiệp, có khả năng rất lớn được phỏng vấn thăng chức. Lo lắng cho kỳ thi cũng là bình thường. Hãy thông cảm cho nó đi. Tối nay vậy ha. Sếp Đỗ đã lên tiếng, tôi còn nói gì được. Tôi ra ngoài làm việc. Cảm ơn. Anh Quy, hai. Về rồi hả? Về rồi. Có tin tức gì không? Bắt được hai con nghiện đang ở bên ngoài chờ khởi kiện. Làm gì? Làm gì? Anh Thiên Vị đến mức lộ liễu quá. Người ta còn tưởng anh và thằng Kim yêu đương đồng tính nữa. Đồ điên, có đồn thì cũng đồn với anh thôi. Dẹp đi. Cả nhà ba người chúng tôi hạnh phúc biết mấy. Có muốn tìm người thì đi xa một chút. Ai vậy? Sao không nghe? Không có, điện thoại giới dẫn thôi. Anh Quy, bên ngoài có người điện thoại hoài. Người đó nói giọng khàn khàn. Ảnh nói anh mà không nghe điện thoại, ảnh sẽ tới đây tìm anh. Có nói là ai không? Vậy thì không. Chắc chắn là Đào Hữu Minh gọi điện thoại đòi tiền đưa tin rồi. Không có tiền ăn cơm thì cứ la lối ôm sòm ở đây. Sếp Quy, để tôi nghe điện thoại giùm cho sếp. Được. Hãy cai cờ bạc đi. Thật ra đã nợ người ta bao nhiêu tiền vậy? Được rồi, tôi biết mà. Ê, sếp Quy, còn nợ người ta bao nhiêu tiền vậy hả? Có bao nhiêu được chứ? Nợ mấy trăm ngàn thôi. Mấy trăm ngàn thôi hả? Mấy trăm ngàn mà Quy lại đông, lại gọi điện thoại tới sở cảnh sát để tìm anh.
Hôm nay tôi cố tình không hẹn Sếp Đỗ ra, chính là muốn anh nói sự thật với tôi. Anh xem tôi là anh em thì đừng có gạt tôi. Nói cho anh biết thì sao? Anh giúp được cho tôi à? Anh không nói thì làm sao biết tôi không giúp được cho anh chứ? Nợ cả triệu bạc đó, bọn bán thân mà giúp tôi hả? Cả triệu bạc lên hả? Còn cách nào? Mấy con bài không giúp tôi, cổ phiếu thì không nghe lời, vết lún càng ngày càng sâu, khi trả nợ mới biết là chuyện lớn. Cả triệu bạc làm sao mà trả chứ? Tôi đã suy nghĩ, sắp tới bán luôn căn nhà để trả nợ vậy. Không phải chứ, bán nhà luôn hả? Chị dâu chị cho anh bán nhà hay sao? Ghét nhất là anh cờ bạc đó. Để cho chị biết được cả căn nhà mà anh cũng muốn bán luôn, chị nhất định chém chết anh. Chứ không thì sao, món nợ lớn như vậy mà, cho dù là anh Phong á cũng không giúp được tôi. Chị có một cách có thể giúp được anh trả món nợ đó. Là cách gì? Định đi mượn tôi cho vay nặng lãi giùm tôi à? Anh cũng đâu có vay được nhiều như vậy chứ. Anh mới vừa tốt nghiệp, sắp tới sẽ phỏng vấn thăng chức, tiền đồ sáng lạng. Anh Phong rất quan trọng anh, tôi không muốn liên lụy anh. Có nhiều cách kiếm tiền lắm, không nhất thiết là phải đi vay. Để coi anh có gan hay không thôi. Rốt cuộc là cách gì? Để phỏng vấn thăng chức xong đã. Nếu như tôi không đậu thì sẽ bàn tiếp. Nè, rớt rồi cũng đâu có sao. Phỏng vấn thăng chức thôi mà, năm sau thử lại. Vào năm 40 tuổi, bác của tôi đột nhiên phát hiện bản thân của mình bị ung thư. Giai đoạn thứ tư rồi, chưa đến một tháng đã qua đời. Trước khi bà tôi chết, nắm lấy tay tôi nói với tôi rằng có rất nhiều nơi muốn đến mà chưa có đến được. Có rất nhiều mục tiêu bản thân đặt ra còn chưa có làm được. Cho dù có chết, ba tôi cũng không nhắm mắt. Khi đó tôi chỉ có 12 tuổi thôi. Kể từ giây phút đó, tôi đã biết bản thân không có thể nào lãng phí cuộc đời của mình. Tôi không muốn đến ngày mà tôi chết cũng sẽ giống như là ba của tôi vậy, chết một cách không cam tâm. Sau đó tôi thi vào đội cảnh sát. Tôi nói với bản thân là 3 năm. Trong vòng 3 năm mình nhất định sẽ thăng chức và làm thanh tra. Ai ngờ đâu tôi không làm được cái mục tiêu đầu tiên của cuộc đời mình. Đâu cần phải lấy việc thăng chức hay không để đo lường bản thân. Mấy chuyện thăng chức ngoài trừ xét tới sự cố gắng ra, còn xét tới sự may mắn nữa. Anh vẫn còn trẻ, còn rất là nhiều cơ hội. Hồi đó giờ tôi vẫn tưởng con người tạo ra vẫn hơn ý trời. Thành công phải do bản thân của mình nắm bắt. Tôi thật cảm thấy bản thân của mình thật là ngu ngốc. Tôi biết yêu cầu của anh rất cao, nhưng mà cũng đâu có cần áp lực lớn cho bản thân như vậy. Tôi tin anh, anh càng phải tin vào bản thân của mình. Anh tin tôi thật sao? Từ đó tới giờ tôi vẫn có lòng tin ở anh. Tôi hiểu mà. Không đi được con đường này thì tôi tìm con đường khác để đi vậy. Không dễ dàng để người khác xem thường được. Đàn ông đại trượng phu, nói được làm được. Cũng giống như là bỏ thuốc vậy, đã nói không hút sẽ không hút. Làm người có mục tiêu, chịu nỗ lực, nhất định sẽ thành công. Nếu như mà thằng Quy biết suy nghĩ giống như anh thì tốt quá. Tìm tôi có chuyện gì? Ngồi đi. Thằng Quy nói trong hoạt động sáng nay, ngay cả một con nghiện anh đuổi cũng không kịp. Tên đó có lẽ vừa mới hút xong, chạy với tốc độ ánh sáng, tôi cố gắng tăng tốc cũng đuổi không kịp. Gần đây anh làm việc kém như vậy không phải là cách đâu. Anh gây nhiều chuyện như vậy, tôi không có giúp được anh bao nhiêu. Xin lỗi. Dạo này tập luyện, thân thể như hơi mập. Yên tâm đi, tôi sẽ luyện tập cho ốm hơn, sẽ không để cho anh phải kết quả. Không phải là vấn đề ốm hay không, mà là vấn đề thái độ làm việc của anh. Anh như vậy tôi còn lâu mới đề xuất anh làm cảnh sát trưởng được. Bây giờ là sao chứ? Tôi đâu có nói cần thăng chức, là anh suốt ngày cứ nói thăng chức cho tôi. Có phải là muốn được tốt mà cũng cằn nhằn không? Hình như bây giờ anh mới là người cằn nhằn. Tôi biết là muốn tốt cho tôi. Bản thân tôi biết chuyện của mình. Tôi và anh cộng sự bao nhiêu năm, có lần nào không phải đỡ đầu cho tôi mới lo liệu được. 2 năm trước vụ án phá xưởng chế biến ma túy, nếu không phải anh kéo tôi thì tôi đã bị bắn thủng lỗ. Tôi tên là Quy, cũng muốn được quay phong một lần.
nhưng năng lực có hạn, biết làm sao hơn. Tôi không có hy vọng gì hết, chỉ hy vọng có thể yên ổn bình an, làm cho tới lúc nhận được tiền nghỉ hưu, đóng được tiền học cho con trai, trong lòng đã mãn nguyện lắm rồi. Anh có nghĩ như vậy thì cũng đâu có thể làm việc lơ là. Hãy cố gắng một chút đi. Thằng Kim nó sắp qua mặt anh. Đều là anh em thì nói cho tôi biết, tôi phải làm sao viết bản báo cáo cuối năm của anh. Anh yên tâm, tôi hứa với anh, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không khiến anh khó xử. Đúng rồi, gần đây có còn cờ bạc không? Không có, đã bỏ từ lâu. Đừng có chơi nữa, có chơi cũng chơi ít thôi, không đủ tiền xài cứ giật lên tiếng. Được rồi, anh còn nhiều lời hơn cả vợ tôi nữa. Vô đi. À, sếp. Sếp Huy. Thế nào? Người đưa tin của tôi cho tin chính xác, anh Thành Vũ tiến thăng tòa quán, đã bàn bạc thành công với cái tên ma túy nước Thái rồi. Tuần sau sẽ dùng tiền nhanh chuyển cái lô hàng heroin về Hồng Kông. Good job. Giỏi lắm, lần này được thăng chức rồi. Sếp Huy, sếp Kim. Chị Mũi. Ê, sao rồi, có tìm được sếp Đỗ chưa? Anh đã trả lời, thì sao anh đang hợp với mấy sếp lớn ở tổng bộ, bây giờ đang trở về. Tội phạm chạy trốn. Bắt hắn lại. Bắt hắn lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Còn muốn chạy? Nha, sao rồi? Nằm yên. Còn muốn chạy hả? Tôi kêu anh nằm yên. Chân của tôi không sao đâu, không cần nằm viện mà. Chân của anh bị nứt xương, tình trạng rất là nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật ngay. Làm phẫu thuật cái gì chứ, chân tôi đâu có sao, tôi đi được mà nè. Có phải là muốn không có đi được hay không? Bác sĩ, làm phẫu thuật cho anh khỏe hẳn rồi mới cho đi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh. Cảm ơn. Nè bác sĩ, sếp à, hành động lần này rất là quan trọng, sao tôi có thể không đi được chứ? Mấy tên ma túy đó, người nào cũng có súng. Tôi đã sắp xếp người đưa tin 8 tháng rồi, khó khăn lắm phải tôi nói. Nữa. Đi là mình lên. Yes sir. Một lát nữa tôi và thằng Quy cũng tới nữa. Đợi tin tốt từ anh đó. Anh khôn, anh khôn, anh khôn, anh khôn, anh khôn, răng lôi, răng lôi, hay lắm, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, anh khôn, anh khôn, anh khôn, anh khôn, anh khôn, hay, hay, anh khôn, anh khôn, hay quá, răng lôi, hay quá, anh khôn, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, anh khôn, 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 hay quá, hay quá, hay quá, lên. Người nào người nấy đều là đồ bỏ đi. À, nè anh Khôn, làm một hồi đi. Anh đánh với tôi. Anh Khôn, 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 anh xin lỗi nhanh không? Đánh hay lắm, cô gàn góc đó, đồ nịnh bợ, nịnh bợ nè, học hỏi người ta kìa, tất cả cũng đi hết. Đi theo tôi lâu như vậy mà cũng không biết tôi muốn cái gì. Tôi thích nhất là những người lì lợm như anh vậy. Ừ, xin lỗi nhanh không? Hai anh mất đi cái lô hàng đó. 2 ký hàng thôi mà, chuyện nhỏ thôi. Anh vận chuyển thêm 2 chuyến nữa thì tôi sẽ lấy lại vốn thôi mà. Tháng sau có 1 vụ nữa, tôi sẽ cho anh làm. Được. Mấy chú cảnh sát bên ngoài tuy rằng không có chứng cứ bắt anh, nhưng mà anh đã lộ hết danh tính rồi, có sợ là làm gì không tiện không? Đám cảnh sát cùng lắm theo dõi tôi thôi, làm gì được tôi đâu chứ. Kỹ năng lái xe của tôi, ngay cả cái đèn xa của tôi họ cũng không thấy kìa mà. Very very good. Lần sau đừng có nặng tay vậy nữa nha. Đỗ Trắc Phong, anh giỏi lắm, đuổi theo tôi mấy con đường liền, khiến kho hàng cũng bị mất luôn. Tôi nhất định nhân cơ hội này thu gọn anh luôn. Sao về sớm vậy? Làm xong việc về sớm thôi. Đang gánh gì vậy? Hình kết hôn của Jenny đó, chụp cũng đẹp lắm. Thiệt ra hai người họ cũng vui vẻ. Hai người họ thì vui rồi, khó xử cho đại dương thôi.
Em đã nấu món gà xì dầu và cải thịt bò mà anh thích ăn. Có đủ không? Có cần phải nấu thêm món nào không nữa? Em quyết định đi. Khi nào ăn được kêu anh. Anh Đỗ, trà xăm yêu thương của anh nè. Cảm ơn. Có ngon không hả? Trà xăm mà vợ pha đặc biệt rất là ngon. Thiệt sao? Miệng lưỡi lẻo mép quá đi. Nè, ngày mai con trai tham gia hội thủy vận. Nó nói lần này có khả năng sẽ giành được giải. Hỏi anh có thể dành chút thời gian đi xem nó hay không? Bây giờ, ngày mai chắc là em phải nói tiếng xin lỗi với nó. Chưa chắc tới được. Lại bắt em làm người xấu. Không được. Mấy chuyện này thì hai cha con của anh tự đi mà giải quyết chứ. Vậy đi. Hy vọng hành động ngày mai của anh có thể kết thúc sớm. Anh sẽ tranh thủ chạy tới. Anh đừng có gì gấp gáp chạy tới gặp con trai mà xảy ra tai nạn gì ha. Đừng có xông ra ngoài một mình. Đừng đuổi theo tội phạm một mình. Tức là nhiều chuyện quá. Nhưng mà như vậy, nếu ngày mai anh thật sự không tới kịp, em mua món quà cho nó ha. Là kêu nó đừng có kiêu ngạo chứ gì. Em biết rồi. Lần trước nó đứng hạng nhất anh cũng nói vậy. Được có mấy câu này thôi. Anh mới nhiều lời đó. Nè, nếu mà anh thật sự không tới được, em hãy mua con huyệt y biến hình cho nó giùm anh. Nó thích lắm. Là kim cang biến hình. Là kim cang biến hình sao? Thì phải. Ê, tôi mặc kệ, sao cũng được. Anh đó, chỉ quan tâm tới mấy vụ án của anh thôi. Anh đâu có nhớ về mấy chuyện trong nhà. Nè, đây chính là căn bệnh của những người đàn ông có sự nghiệp. Không phải như vậy mà cũng cằn nhằn chứ. Vậy sao? Vậy đi, anh sẽ tặng món quà để đền bù lại cho em. Là cái gì đây? Mở ra coi thì biết. Đây là cái USB lần trước chúng ta nhìn thấy. Anh đã mua rồi hả? Đương nhiên, anh phải nhớ những thứ bà xã thích chứ. Anh nhớ là em đã từng nói qua. Em nói là muốn dùng USB này để lưu trữ mấy bản nhạc dương cầm của em. Anh thấy có hàng cho nên mua thôi. Cảm ơn ông xã. Tôi là thanh tra đội trắc phong của tổ điều tra ma túy. Bây giờ không nghe điện thoại của bạn được. Có chuyện gì để lại lời nhắn. Nè anh Phong à, Quy đây. Điện thoại của anh là hết pin hả? Thằng Khiêm nói người đưa tin của anh nhận được tin lô hàng của anh Thanh Vũ ngày mai sẽ tới. Thời gian và địa điểm đều có đủ. Anh hãy mau trở về đi. Tại sao rõ ràng một cảnh sát tốt lại trở thành như vậy? Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Đúng là khí thế hùng hậu ha. Sau khi được tôi một lòng huấn luyện, sĩ khí của mọi người vẫn đang để được cải thiện. Sao mặt đẹp vậy? Tối nay đi ăn tiệc à? Tôi ăn mặc như vậy nhất định phải đi ăn tiệc sau. Hôm nay phải ra tòa. Hình như hôm nay chúng ta đã có vụ án nào phải ra tòa làm chứng. Bộ phận chúng ta không có thôi, nhưng mà đồng nghiệp của chúng ta thì có đó. Ồ, anh nói vụ Diêu Dao ra tòa làm chứng phải không? Hỉ, tỉnh ngủ rồi ha. Nhưng mà dù có nhiều dao thì liên quan gì tới anh chứ sếp mà. Phải. Thì thân là cấp trên của mọi người, quan tâm đến sự biểu hiện của cấp dưới là chuyện nên làm. Hơn nữa nếu như dù dao thấy cả tôi cũng không đến ủng hộ cổ, tôi tin là biểu hiện hôm nay của cổ ra tòa nhất định sẽ rất đặc sắc đó. Cho nên nói tôi mới chính là mấu chốt của vụ án này. Anh nhiều chuyện thôi, nói nhiều chuyện đi. Mày đặt thổi phòng. Bữa sáng hôm nay sao hả? Cũng vậy thôi. Thì cũng vậy. Nhanh chân lẹ tay lo liệu cho xong cho tôi đi. Buổi chiều phải ra ngoài gấp. Yes sir. Đông à, cô à, cô làm rớt cây viết này. À, không phải là của tôi. Con tưởng đâu cô là ký giả cho nên cây viết chắc chắn là của cô. Tại sao biết tôi là ký giả? Cô dùng loại điện thoại chống nước là chống sương, tuy rằng nó có hơi lớn một chút. Thông thường con gái ngoài trừ làm việc xa thì không dùng mấy cái loại này. Hơn nữa cô lại siêng năng ngồi đây ghi chú,
tôi còn cảm nhận được cô phát tán ra một khí chất văn hóa rất là mãnh liệt. Tin chắc cô là một nhà báo viết tin rất là được tôn trọng. Ờ phải, nước hoa cô đang xài có phải là loại của Pháp hay không hả? Không biết cô có ngại không? Thì ra anh muốn lấy số của tôi. Có hơi gấp gáp quá hay không đây? Hay thiệt. Thực ra ngày nào tôi cũng xin số hết. Tôi chỉ muốn biết tiến triển vụ án này thôi. Bởi vì tôi rất là đồng cảm với đứa bé này. Nó chết rất là thê thảm. Tôi rất muốn biết hung thủ đó có chịu sự trừng phạt của pháp luật hay không. Phán xét cả buổi sáng cũng vẫn chưa xuất hiện chứng cứ có mức thuyết phục. Cũng may bên cảnh sát đã phái một nữ cảnh sát ra đi làm chuyện. Không biết cô đã ra tòa chưa hả? Có phải anh nói là Madame Hòa Diêu? Có lẽ chút nữa cô sẽ ra đó. Cảm ơn. Nhưng mà cho dù cô có ra tòa cũng chưa chắc là có ích. Tại sao vậy? Bởi vì luật sư biện hộ lần này là Dương Ứng Hồng, rất nổi tiếng cãi những vụ kiện hình sự. Có rất nhiều nhân chứng đều bị anh hỏi tới mức ú ớ. Và đã liên tục cãi thắng hai mươi mấy vụ kiện rồi. Đã phá hết kỷ lục luôn. Thì ra là ảnh. Wow, có phim hay để coi. Cô Diêu, theo như những gì mà cô khai với cảnh sát, cô nói cô nhớ rất rõ, vào ngày 9 tháng 9 của 2 năm về trước, cô đã từng gặp đương sự của tôi ở gần nhà cô phải không? Phải. Trong lời khai cô cũng nói cô nhớ rõ ràng cách ăn mặc và khuôn mặt của bị cáo, có phải như vậy không? Phải. Cô có thể nào tả lại cho chúng tôi biết lúc đó cô đã nhìn thấy những gì không? Được. Lúc đó anh đội một cái mũ mỏ chụp màu đen, mặc áo khoác màu đen. Nút dây kéo áo ở trên ngực bên trái cũng đã bị mất. Quần jean màu xanh dương đậm, giày da màu đen, còn có đôi giới huy ngương. Tôi rất khẳng định người mà tôi đã nhìn thấy chính là ảnh. Cô nói láo. Trong lời khai của cô có nói ngay cái lúc đó cô đi lướt qua một người lạ mặt, hoàn toàn không hề quen biết. Hai người không nói chuyện. Nếu không nói chuyện, không tiếp xúc, không có gì trao đổi, lý do nào hai năm sau cô vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết một? Cô càng không thể nào có thể nhận ra được người lạ mặt đó chính là đương sự của tôi. Phản đối. Lời dù không có luật sư biện hộ, đối với nhân chứng vốn không có căn cứ. Thưa quan tòa, đây là bản báo cáo nghiên cứu y học của giáo sư David Anderson. Người này chính là chuyên gia khoa thần kinh học. Ông đã chứng minh sự lưu trữ ký ức ngắn hạn của não người lâu nhất cũng sẽ không quá một phút. Cho nên tôi tuyệt đối tin rằng nhân chứng đang nói dối ở trước tòa. Phản đối vô hiệu. Từ nhỏ trí nhớ của tôi đã rất tốt. Chỉ cần những thứ được nhìn thấy qua, đừng nói là 2 năm, cho dù 10 năm tôi vẫn sẽ nhớ được như vậy. Vậy thì cô hãy chứng minh đi. Luật sư Dương, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Có sao? Luật sư Dương, 4 năm trước, tức là ngày 19 tháng 7 năm 2011, anh đã từng giải quyết một vụ án lái xe nguy hiểm dẫn tới việc người khác mất mạng ở sở phán quyết quán đường. Mã số vụ án là DCCC 20381-2011. Vụ án này không phải do tôi phụ trách, nhưng mà lúc đó tôi phải mang hồ sơ tới tòa án. Tôi đã từng gặp anh từ xa. Khi đó, anh đeo một cặp mắt kính màu vàng kim, dài da màu đen, chiếc răng cửa còn bị thiếu mất một miếng nữa. Anh đã đeo răng giả hay sao? Yên lặng. Sorry. Cô Diêu, vừa rồi cô kể toàn bộ câu chuyện của 4 năm về trước là do một mình cô nói. Tôi cần thời gian để chứng thực. Nhưng cho dù là có như vậy, cũng không có nghĩa là cô thật sự nhận ra đương sự của tôi. Có khi nào bên cảnh sát luôn hướng vụ án này về đương sự của tôi hay không? Và đồng thời, khi họ lấy lời khai của cô, họ đã cho cô có sự hướng dẫn nên để theo ý thức quán tính mà đối chiếu lại không, và xem đương sự của tôi thật sự là nghi phạm không? Có, tôi có sao nói vậy, không bị dẫn dắt. Cũng là câu nói đó, cô chứng minh đi.
Tôi nhớ ra rồi, hôm đó cổ tay trái của người đó là đang bị chảy máu. Có lẽ là vừa mới bị người bị hại cắn phải. Vết thương sâu lắm, vết sẹo có lẽ là vẫn còn ở đây. Cái tên biến thái đó còn ngồi mỉm cười nữa. Nếu không phải bà kéo tôi lại, tôi xông qua bóp cổ nó chết rồi. Ông nóng nảy quá làm gì? Bây giờ ma đam đó cũng ra tòa chỉ tội hắn, tin chắc sẽ lấy lại sự công bằng cho thằng An. Để coi cái tên biến thái đó còn cười nổi hay không. Đồ cặn bã. Lúc nãy đúng thật rất là đặc sắc. Tên luật sư có một mực muốn khiêu khích ký ức của cô. Không ngờ là cô nhớ lại tất cả những chuyện khi xảy ra vụ án. Ngay cả 4 năm trước, ảnh cãi vụ kiện nào bị mất miếng răng cửa cô cũng nhớ được. Đánh bại ảnh chỉ trong một giây. Tôi nghĩ là lát nữa sau khi giải lao, ảnh không nghĩ được cách nào để đánh bại cô. Đôi khi trí nhớ qua tốt cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà cái cần nhớ thì nhất định phải nhớ rõ. Sao cũng được. Lần này cô đã làm một việc tốt đó. Tôi phải cảm ơn cô và cảm ơn Thi Mã nữa. Nếu như không phải Thi Mã vẫn luôn cho chúng tôi sử dụng thuật thôi miên và còn khuyến khích chúng tôi tìm đến cô trợ giúp điều tra, tôi nghĩ là cô đã sớm từ bỏ rồi. Sao cũng được. Hãy nói lời cảm ơn Thi Mã giùm tôi nha. Được thôi. Hỉ đang nói tới tôi hả sếp U? Thi Mã cảm ơn nha. Được cái xấu. Tôi nhìn người rất là chuẩn xác. Và khả năng mà tôi nhìn lầm cũng là zero. Bởi vì xét về góc độ vật lý học, mỗi một sự việc được hình thành đều có thể giải thích. Tất cả sự trùng hợp và đúng lúc đều chỉ là một xác suất của tự nhiên. Và xác suất tự nhiên này còn có thể tính toán được. Thiệt là ngại quá, tôi có chuyện phải làm. Lát nữa gặp nha. Lát nữa nói sao? Bữa nào uống trà nha. Sao hở? Có phải đang rất phấn khởi không? Cái cảm giác mà tất cả mọi người đều coi cô biểu diễn, có cảm giác tuyến tiết ở thận tăng cao hay không? Xin cho qua. Thực ra cô nói lời cảm ơn cho tôi cũng đúng thôi. Nếu không phải tôi kết hợp trong ngoài ép tiềm thức của cô ra, sao cô có thể nhớ ra được nhiều chuyện như vậy chứ? Không phải là cảm ơn, mà là cho qua. Thực ra cô không nói cảm ơn với tôi, cũng phải nên mời tôi một ly nước cảm ơn chứ. Thank you. Tôi đang khát nước. Nè cô Diêu, cô có thử nghĩ ai đã lấy chìa khóa để mở cái hoàng cung ký của cô ra, cô mới có thể nhớ được nhiều thứ, nói ra được nhiều thứ. Với lại có đôi mắt như ánh sao mở to, nhìn cô cũng như là mấy thi dương đang biểu diễn ở tại Hồng Quán. Cái gì mà ngôi sao, bị bệnh thì đi bác sĩ đi. Khi một người cảm thấy người khác rất là giỏi, thì đôi mắt người đó như là một ngôi sao, chớp, chớp, nhìn người đó với con mắt ngôi sao. Đồ khùng khùng, ấu trĩ. Mình ấu trĩ lắm à. Bồi thẩm đoàn của chúng tôi nhất trí thông qua, tội danh mưu sát của bị cáo thành lập. Bốn tòa tuyên bố, tội danh mưu sát của bị cáo thành lập, theo điều luật phán án ngồi tù chung thân, lập tức thi hành. Cảm ơn nha, đều nhờ cô cho nên thằng An mới có thể chết một cách nhắm mắt đó. Cảm ơn cô. Cô Diêu, cảm ơn cô. Không cần khách sáo, là việc tôi phải làm. Thằng An mất tích 2 năm, tôi biết nó đang đợi. Để đến khi chúng tôi biết là nó đã mất, bây giờ đợi được rồi. Vậy thì thằng An sau này sẽ không có nhớ nhung ba má của nó. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Tôi nên làm mà. Không cản trở cô, chúng tôi về trước. Cảm ơn. Cảm ơn. Tâm trạng khi giúp được người khác rất là kích động có đúng không? Nhưng một tâm trạng quá kích động có thể ảnh hưởng tới tư tưởng của cô, đối với cô không kích lợi. À, lúc nãy tôi chưa có nói xong. Xác suất tự nhiên có thể tính toán ra được. Cho dù con số có thấp đến mấy, chỉ cần không phải là zero, có nghĩa là cái gì cũng có thể xảy ra được. Cho nên không cần thiết phải buồn quá mức, cũng không có việc gì phải vui quá mức. Đúng. Tâm trạng con người rất là vô dụng. Nó không giúp được anh phá án, và cũng không giúp được trong việc thể hiện rằng anh giỏi giang. Nhưng mà nếu người nào người nấy cũng giống như anh, xem nó như là một con số dễ tính toán, thì sẽ không có việc ba má nhớ nhung con suốt cả đời. Và cũng không hề có chuyện con cái nhớ nhung ba má suốt cả đời. Và càng không có chuyện là một người nhớ người khác suốt cả đời. Dương Minh vô nhà thương. Xảy ra chuyện gì? Phải Dương Minh thế nào? Sao hai người tới trễ vậy? Hai người có gì thì nói mau đi. Hai người mau vào trong đi. Không phải chứ. Ủa, hai người tới rồi hả?
Very funny. Chắc là anh cũng có phần rồi. Còn ngồi ăn khoai tây chiên nữa hay sao? Không tốt đâu. Thế nào, có đau không? Cô đoán thử coi. Làm gì mà bất cẩn bị thương tới như vậy? Có người vừa đi vừa chụp hình, ai ngờ không cẩn thận bị té. Bởi vì chiếc máy hình quan trọng hơn cả mạng sống của mình, cho nên liền ôm lấy đứa con cưng, cứ như là má ôm con. Cuối cùng thì đứa con không chịu gì, bản thân thì bị gãy chân. Có đoán mò giống như thần vậy không? Tôi không có nói gì hết, không nhắn tin, cũng không có nháy mắt nữa. Tôi té như thế nào mà anh cũng biết được hay sao? Hay thiệt. Đừng có nịnh nữa, sáng nay nói là chụp xong hết rồi, khi nào có thể nạp bản báo cáo đi? Anh không sao chứ, bây giờ đi đòi báo cáo. Cô không gì chứ, ảnh đâu có dùng chân đánh bản báo cáo. Có người nào bị thương ở chân, không thể dùng tay đánh báo cáo. Cô suy nghĩ chút đi. Đây là bệnh viện, không phải là văn phòng. Sổ. Nè nè, bỏ đi bỏ đi. Dù sao tôi nằm trong này không có làm gì, lát nữa tôi nộp cho anh. Không được, đây là phúc lợi, cứ nghĩ đi. Phải hơ, không được. Tuần này tới phiên tôi trực giùm cô, phải làm sao bây giờ? Để tôi thay cho. Để tôi giúp cho cô dùng tôi đi. Cảm ơn mọi người. Để tôi thay cô. Cô vừa xinh xắn, tánh tình là tốt. Để tôi thay cô. Tôi cũng có một câu hỏi, tại sao có người có đặc quyền đi trực thay ca người chết giúp cho người khác vậy? Bởi vì Diêu Dao. Xếp thì mã đoán mò như thần mà, không cần chúng ta nói thì ảnh có lẽ cũng biết. Vậy thì đương nhiên, tôi cũng biết tính của cô rất tốt, tốt đến mức có thể đi thi qua hậu thân thiện. Nhưng sự việc này xét về tính logic vẫn có vấn đề, mà khi có vấn đề thì phải thay đổi. Bắt đầu từ hôm nay, làm ơn chuyện của ai người đó làm, ok? Có được hay không? Cảm ơn. Thank you. Anh nói đúng lắm, bản thân mình làm việc của bản thân mình. Cảm ơn nha Dương Minh. Không cần cái xấu. Muốn ăn không? Không ai nói với anh bị thương chân, không thể ăn khoai tây chiên à? Có biết là đối với chân của anh sẽ không tốt hay không? Ăn nhiều thứ quá đối với cơ thể không tốt đâu. Được hay sao? Tổng đài kêu gọi, đường quán đường hiện đang tắt đường kính mít. Làm phiền những đồng nghiệp gần đó hay đến đó chỉ huy giao thông. Tổng đài kêu gọi, đường Thanh Phong xảy ra tai nạn giao thông, có người bị thương. Có xe cứu thương và đội chữa cháy đang chạy tới đó, yêu cầu các đồng nghiệp hãy mở đường. Tổng đài kêu gọi, đường Nguyên Châu, Vĩnh Trường Sa có hai chiếc xe đụng nhau. Làm phiền đồng nghiệp tổ AI tới Cô Long để giải quyết. Diêu Dao, sao con lại đến đây vậy? Máu tèm lem hết đó. Tình hình thế nào? Theo lời khai sơ bộ, chiếc xe màu trắng này bởi vì mất kiểm soát đụng vào chiếc xe màu xanh này. Người nữ bị thương đã đưa đến bệnh viện rồi. Còn hai vị này chính là hai người tài xế đó. Tôi là cảnh sát viên của tổ điều tra tai nạn giao thông của Long. Ai là chủ chiếc xe này? Là tôi đây madam. Tôi dùng đâu rồi? Anh à, cảnh sát đang làm việc, có thể giúp gì được? Madam à, vợ của tôi đâu? Bị đụng chỗ nào vậy? Chảy nhiều máu lắm phải bình không? Bình tĩnh lại đi, người bị thương đã được đưa vô bệnh viện rồi. Tại sao lại như vậy? Hôm nay tinh thần của bà rất là khá mà. Hồi nãy tôi nói chuyện điện thoại với bà còn rất tốt. Tôi còn nói là lát nữa gọi lại cho bà. Anh Tài à, hay là tới nhà thương coi cổ trước đi. Được. Nè, sao hôm nay không thấy Dương Minh? Cô kiếm ảnh có chuyện gì? Ảnh nhập viện rồi. Nhập viện? Bị thương do công việc hả? Có nghiêm trọng không? Tôi có đồ cần chuyển cho ảnh đó. Tai nạn do người gây ra, không liên quan tới công việc. Có lẽ sau vài ngày ảnh xuất viện được. Nếu cô thật sự gấp rút thì cứ đưa cho tôi trước đi. Vậy cũng không cần gấp, đợi khi ảnh xuất viện tôi đưa cho ảnh cũng còn kịp. Cái tên biến thái này có phán cho hắn án tù chung thân cũng là nhẹ cho hắn. Như Hồng Kông không có án tử hình. Như vậy được coi. Vụ án đã được phán rồi. Nhiều vụ án quá, vụ án nào? Chính là vụ tên biến thái người trẻ con đã giết đứa bé rồi chôn trên núi. Vụ án Diêu Dao có phần làm nhân chứng đó. Hả? Phán quyết rồi sao? Dạ, tôi đọc báo cũng có thấy. Nếu như không nhờ Diêu Dao, tên tội phạm đó có lẽ sẽ thoát được. Nhưng mà Diêu Dao đúng là giỏi. Chuyện của hai năm trước mà cũng nhớ được rõ ràng, mỗi chi tiết đều là mấu chốt để phá án. Có thần kỳ vậy không? Đám ký giả phóng đại thôi. Ngày nào tan sở, cô cũng ngay lập tức rời khỏi, không để thiệt cho người khác một giây. Tại cô vô trễ thôi. Lúc trước Diêu Dao thần kỳ lắm, trí nhớ thần kỳ đó mà. Lúc trước chúng tôi tìm vụ án không cần phải là hồ sơ đâu, chỉ có việc kêu Diêu Dao một tiếng sẽ nói ra hết cả vụ án luôn, còn nhanh hơn là máy vi tính nữa. Mà đàn của chúng ta lúc trước coi cổ là bảo bối, tại sao lại là lúc trước? Nhìn cổ thì cùng lắm cũng không có qua 30, suy thoái nhanh vậy sao? Đâu phải suy thoái, vô nhà cổ trước kia xảy ra chuyện cho nên mới xuống dốc vậy thôi. Nhà của cổ đã xảy ra chuyện gì? Hai năm trước ba và má của cổ đã qua đời đó. Cô Diêu Dao rất cảm kích người nhà bình an.
Dư Dao, cô cũng giỏi thiệt. Vừa nhận được qua bây giờ có cả vỏ trái cây luôn. Wow, lớn quá. Lớn phải ha. Anh hùng của người dân vô cùng cảm kích luôn. Tôi đi nha. Nè khoan đã, anh Tính mang về ăn cùng với đồng nghiệp của anh đi. Cảm ơn nhiều. Sao con trái thanh long lớn quá vậy? Biết rồi, tôi biết là cô thích ăn nhất. Để dành trái lớn nhất cho cô nè. Cảm ơn. Chia sẻ ngọt bùi cô đúng là quá ngọt ngào. Trước đi. Trước giờ Diêu Dao vẫn luôn ngọt ngào như vậy mà hả? Cô ngọt ngào quá xá không luôn. Không có miệng lưỡi ngọt như vậy đâu. Ai cũng có phần. Trái táo. Cảm ơn. Trái táo. Thì trái xoài thôi. Cảm ơn. Ai cũng có phần rồi. Phải, phải. Cảm ơn nhiều. Được, tôi mang sang tổ ENC để chia cảm hết. Cảm ơn nha. Man, young,